Minh Thanh TV đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và ngày hôm nay vẫn là chuyên mục quen thuộc giải mã thẻ game. Thẻ theo cái lời yêu cầu cực kỳ cuồng nhiệt và cực kỳ bùng nổ của các bạn trong cái tập mình giới thiệu về bộ thẻ game Lói hay Lèm, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục một bộ board game liên quan đến các buổi party ăn nhậu nữa. Đó chính là Do or Drink, làm hay là uống. Đừng để chén khô, không say không về nha. Ta-da! Và trên tay mình đang là bộ Do or Drink đây. Bộ board game này vô cùng thú vị nha, đặc biệt là trong bàn nhậu hết sảy luôn đó các bạn. Không kém bộ Lói hay Lèm lần trước đâu. Bộ board game lần này bao gồm 45 thẻ thử thách. Trong đó sẽ có 3 nhóm cơ bản, thế chính là nhóm thẻ thử thách về hành động nè, nhóm thẻ thử thách về lời nói, nhóm thẻ thử thách về các kiểu mà uống hay là chỉ định các kiểu vân vân khác nhau. Và nên mình sẽ giới thiệu từng nhóm và đầy đủ chi tiết những lá thẻ đó là gì cho các bạn nhé. Cùng thực hiện thử thách 6 ngày không say không về nào. Get go. Đầu tiên chắc là phải giới thiệu đến các bạn nhóm thẻ chiếm đa số trong bộ bài đi. Nhóm thẻ màu tím mộng mơ. Đây là nhóm thẻ thực hiện những cái hành động trong bàn nhậu, hoặc là lựa chọn về uống và số lượng uống như thế nào sẽ cụ thể trong từng lá thẻ khác nhau hết. Đụng tới nó là sẽ uống đó các bạn. Mà không phải chỉ riêng một mình hình phạt đâu, sẽ chịu phạt chung với tất cả mọi người nữa là cùng uống cùng vui, thấy không nào. Mình sẽ giới thiệu đến lá thẻ, bạn nào đeo kính thì uống. Đây, mình bóc ngay lá thẻ này chắc chắn làm luôn luôn là người phải uống rồi đó các bạn. Đây đến là lá thẻ thử thách chia sẻ hình ảnh thứ 3 trong máy, hay là thử thách ai độc thân thì uống đi để có gấu nào, hoặc là sở thích khác với mọi người thì cũng uống đi nha, hay là show lịch sử quách của bạn ngay bây giờ nào. Oh wow. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một lá thẻ ai nấy đều cùng vui, đó chính là tất cả cùng uống thôi nào, 1, 2, 3 vô. Hoặc là thử thách hãy nói một điều mà bạn xấu hổ nhất ở bản thân là gì nào, hay là một thẻ đặc quyền chúc mừng bạn đã hóa chó, bạn sẽ trở thành người sau một vòng chơi nữa, hay là thẻ ai không có tờ 5.000 thì uống thôi nào, mà móc túi ra kiểm tra ngay đi, và thử thách gọi cho người yêu cũ xin quay lại. Ôi đây là một thử thách cam go và cực kỳ căng não đây. Kế đến là thử thách thêm kháng kết tình bạn, đó chính là chụp ảnh với hai người ngồi bên cạnh bạn và đăng lên Facebook ngay bây giờ, hay là ai đang có mực trên người thì uống ngay thôi, chính là hình xăm đó. Hoặc là thử thách gọi cho phụ huynh và nói con yêu bố mẹ, đây là một thử thách vô cùng tình cảm đúng không nào. Và cuối cùng đó chính là người chơi hệ táo uống ngay thôi, tức là ai đang sở hữu ngay iPhone thì hãy uống ngay nha. Tiếp theo là những lá thẻ thử thách vô cùng thú vị. Đầu tiên là kể tên một nửa số người chơi trên bàn, hoặc là thử thách nhảy một bài bất kỳ nào, hay nếu bạn đang yêu thầm ai đó đang ngồi ở đây thì tự giác uống đi nhá, hoặc là thử thách nói một điều về bạn mà chưa có ai biết. Tiếp theo là gửi cho crush của mình một tấm hình mà bạn cảm thấy mình đáng yêu nhất, hoặc là hãy enjoy cái moment này bằng cách là cùng nâng ly nào. Yo. Tiếp theo thì lá này ai đã từng bị cấm sừng thì uống một ly cho bất kỳ nhá, hoặc là thử thách nhắm mắt và đón một vật bất kỳ bằng lưỡi từ người khác, hay hát một bài hát bất kỳ nào. Tiếp theo là trong 10 giây hãy kể 3 từ lái miêu tả về bản thân. Tiếp theo là chia sẻ tin nhắn Messenger gần nhất của bạn với người khác giới, hoặc là tất cả cùng nhìn vào camera, 3 người nào cười trước tiên sẽ phải uống. Và thứ hai là nhóm thẻ màu tím lục bình đi ha, tiếp liệu tìm sim. Nhóm thẻ này như mình vừa bật mấy phía trước đó, là nhóm thẻ này sẽ được quyền bốc chỉ định nè, hoặc là các cái hình thức khác mà có thể mình sẽ không phải là người uống. Là một chút may mắn đó các bạn. Là đầu tiên nè, lá lucky là miệng uống một ly. Mở đầu cho nhóm thẻ này là thẻ đặc quyền chọn một người bất kỳ, khi nào bạn uống thì người đó phải uống cùng với bạn trong 2 lượt. Tiếp theo là lá thẻ khi bóc phải, các bạn được quyền chọn một người bất kỳ tham gia trò chơi nói thật hay uống, nếu người đó không thực hiện phải uống 2 ly. Tiếp theo là lá thẻ khi được chọn, bạn sẽ được quyền chọn một người bất kỳ tham gia trò chơi thách hay uống, nếu người đó không thực hiện sẽ phải tiếp tục uống 2 ly. Và tiếp theo thì người bóc được lá bài này sẽ được quyền chọn một người làm thiên thần hộ mệnh của mình, người này có thể uống thay cho bạn trong một lượt bất kỳ mà bạn mong muốn. Tiếp theo là đặc quyền, người bóc phải lá này sẽ có thể chọn một người nào đó ngậm chai rượu trong một vòng chơi. Tiếp theo là một đặc quyền vô cùng may mắn, đó chính là thẻ lucky được miễn uống một chén cả một lượt đó các bạn.
Cuối cùng là lá thẻ yêu cầu một người bất kỳ hôn bạn hoặc là hôn ai nếu như bạn muốn. Thật là xịn sò đúng không nào? Và nhóm thẻ cuối cùng đó chính là nhóm thẻ màu vàng. Đây là nhóm thẻ mà các bạn sẽ phải thực hiện một số game, gọi là game trong game đó các bạn. Trên bàn nhậu tăng thêm phần cam go và kịch tính hơn nữa. Không phải chỉ lúc nào cũng uống thôi đúng không nào? Đây là lúc ta sẽ buông đũa xuống và cùng nhau thực hiện một số trò chơi nho nhỏ trong nhóm game để tạo cho bữa tiệc thêm phần thú vị và hấp dẫn. Mở bàn nhóm thẻ này là một đặc quyền vô cùng thú vị của bạn, là người ngồi bên trái của bạn sẽ được quyền chọn tát hoặc là hôn người ngồi bên phải. Tiếp theo là mini game lần lượt kể tên các thành phố tại Việt Nam. Tiếp theo là trò chơi mai rủi, bạn sẽ được chọn sắp hay ngửa ở mặt đồng xu hoặc là nắp chai, ai sai sẽ phải uống. Tiếp theo là thi kể ca dao tục cự, ai thua cũng sẽ phải uống. Và cuối cùng là thi kể các tên động vật có hai chân, ai thua thì cũng phải uống thôi nào. Mình cảm thấy cũng rất là thích cái nhóm thẻ màu vàng này, mặc dù nó cũng có chỉ có 5 lá thẻ thôi mà nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm kiến thức cũng như tương tác với mọi người trong bàn nhậu hơn, tạo thành một bữa tiệc khó quên đúng không nào? Và mình bật mí nho nhỏ về luật chơi nhé, chắc các bạn cũng dễ hình dung thôi đúng không nào? Trong bàn nhậu các bạn sẽ ngồi quay vòng bên nhau là dĩ nhiên rồi, bạn để trong bàn ở giữa hoặc là có thể truyền cho nhau và mọi người tới lượt mình sẽ bóc một lá bài trong chồng bài đó, và đối với những cái lá bài mà có từ ai hoặc là tất cả thì những người trong bàn nhậu nếu như có từng như vậy thì đều phải uống hết nha các bạn, chứ không phải riêng người bóc lá bài đã thôi đâu. Vậy bộ bài này vô cùng công bằng với tập thể, không ai bị ép cả. Nhưng mà chú ý, uống khi uống nhưng mà cũng phải đảm bảo an toàn sức khỏe nha các bạn. Tốt nhất lên bốc rác và ba đi taxi về là an toàn nhất. Và vừa rồi mình đã trải qua 40 lá thẻ trong bộ bài Do or Ring rồi đó các bạn. Các bạn có thấy thú vị và hào hứng hay không nào? Trong chân chờ nữa hãy nhanh tay tạo ngay cho mình một bộ bài một bài chuyên trị trên bàn nhậu. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Bằng cách nào? Lên các trang thương mại điện tử là Shopee, Lazada, gõ vào Do or Ring hoặc là thẻ bài hoặc là board game Do or Ring, thì các bạn sẽ hiện ra rất là nhiều những các sản phẩm tương tự như vậy. Hãy quét mã QR ở đây. Đây mình sẽ để mã QR cho các bạn. Là có thể sở hữu ngay bộ Do or Ring cực kỳ thú vị Do or Ring này rồi đó các bạn. Còn bây giờ thì Vĩnh Thanh TV xin chào và hẹn lại các bạn trong video lần sau. Nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho kênh của mình nha. Bye bye.